xịt mũi ô tô sang cần hợp tác với các phòng khám, phòng mạch bác sĩ toàn quốc. Chiết khấu hấp dẫn, liên hệ ngay Y Dược Xanh. Ngày hôm nay, Y Dược Xanh tiếp tục giới thiệu đến các bác sĩ, dược sĩ một sản phẩm mới cực kỳ hot giúp làm sạch và giảm nghẹt mũi cho bé. Với tên gọi Otosan Nasal Spray Baby. Màu sắc chủ đạo của sản phẩm là màu cam. Đây là tem chống hàng giả của công ty nhập khẩu và tem chính hãng của Y Dược Xanh. Đây là giấy phép công bố sản phẩm xịt mũi Otosan đã được Bộ Y tế chấp thuận. Hóa đơn VAT sẽ được xuất đầy đủ cho khách khi được yêu cầu. Để xem hướng dẫn sử dụng, bạn có thể đọc ở mặt bên, có dán nhãn tiếng Việt hoặc mở hộp ra, bên trong sẽ có tờ hướng dẫn sử dụng tiếng Việt chi tiết. Đây là hình ảnh thực tế của sản phẩm xịt mũi Otosan. Y Dược Xanh cũng cần hợp tác với các bạn trình dược viên kênh phòng khám, bệnh viện, quầy nhà thuốc toàn quốc, hoa hồng hấp dẫn. Hãy liên hệ ngay với Y Dược Xanh.